Ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết nước này sẽ thành lập một nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý những đối tượng gây ra thảm kịch sân cỏ ngày 1 tháng 10, khiến ít nhất 125 người thiệt mạng. Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohamed Mahfud Mamudin cũng kêu gọi cảnh sát xác định và trừng phạt đối tượng gây ra vụ giẫm đạp chết người. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá Arema FC, một trong hai đội bóng chứng kiến thảm kịch trên, cùng ngày đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân và tuyên bố sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc. Trước đó, Tổng thống Suko Widodo đã yêu cầu điều tra toàn diện về vụ bạo lực nói trên và chỉ thị liên đoàn bóng đá Indonesia tạm dừng toàn bộ các trận bóng của giải hạng nhất quốc gia cho đến khi hoàn tất điều tra. Hiện cảnh sát Indonesia cũng đang bị chất vấn về cách phản ứng trong vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan, được cho là một trong những vụ bạo lực sân cỏ nghiêm trọng nhất thế giới, làm ít nhất 125 người thiệt mạng và 323 người bị thương.